tiếng Anh hay bất kỳ ngoại ngữ nào đều đòi hỏi người học đáp ứng đủ cả 4 kỹ năng. Đó là nghe, nói, đọc và viết. Nhưng trên thực tế, việc học tiếng Anh của học sinh Việt Nam có đạt được điều này? Thư viện Cuộc Sống đã thực hiện một bài trắc nghiệm nhỏ với các học viên của một trung tâm tiếng Anh về cả 4 kỹ năng này. Đây là buổi học thứ 2 của các bạn tại trung tâm GLN. Như vậy, có thể kiểm tra được thực chất, việc sử dụng 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết của các bạn như thế nào. Đầu tiên sẽ là phần trắc nghiệm 2 kỹ năng, đọc và viết. 2 kỹ năng còn lại, nghe và nói, sẽ được giảng viên nước ngoài kiểm tra trực tiếp thông qua việc trả lời các câu hỏi mà thầy đưa ra. Hãy cùng chờ xem kết quả như thế nào. Có những bạn khá đồng đều, nhưng cũng có những bạn tỷ lệ lại lệch như thế này. Liệu những bạn bị lệch kỹ năng như vậy có chiếm một tỷ lệ lớn hay không? Theo một khảo sát với học sinh phổ thông có 7 năm học tiếng Anh, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh, có tới 86,8% học sinh lớp 12 không có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Thậm chí, sinh viên trường đại học ngoại ngữ cũng có đến trên 50% câm và điếc thứ ngôn ngữ đã được học trong tổng cộng đến hơn chục năm dòng. Câm có nghĩa là không thể nói hay giao tiếp được với ngôn ngữ này, còn điếc nghĩa là học sinh không thể nghe được người sử dụng ngoại ngữ nói gì. Hơn chục năm học mà lại không thể nghe, nói hoặc đọc viết được loại ngôn ngữ này thì quả là dấu hiệu đáng báo động. Có thể nói có một số lượng không nhỏ các bạn học sinh, sinh viên không thể học tập và phát triển cân bằng cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ngày nay các bạn có rất nhiều phương tiện thiết bị để học ngoại ngữ có kết quả, nhưng tất cả những phương tiện đó chỉ thực sự có hiệu quả khi bạn sử dụng thường xuyên hoặc biết cách sử dụng. Tại sao lại có nhiều bạn không thể phát triển đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết? Lệch kỹ năng thường thì là từ những năm học cấp 2 hoặc cấp 3, Việt Nam mình có những cái phương pháp dạy cũng không đồng đều. Tiếng Anh được giảng dạy trường cấp 3 thì chủ yếu dạy về mặt ngữ pháp, vì thế mà có thể ngữ pháp và kỹ năng viết của mọi người có thể tốt, nhưng mà các mặt như nghe hoặc là sao nói thì lại không được tốt lắm. Do cái khóa học ở trường của các bạn thì không có cung cấp đầy đủ cho các bạn ý để có thể phát triển cả 4 kỹ năng. Để học lệch kỹ năng mà do các bạn ý thực sự là chưa có phương pháp học tập đúng đắn. Vì là các bạn ý về có thể là ít chịu tự thực hành ở nhà này, thì sẽ bị lệch nhiều về kỹ năng nói, kỹ năng nghe. Chính vì thiếu tự tin cho nên là cái khả năng nói hoặc là cái giao tiếp của các bạn ấy sẽ cảm thấy ngượng ngùng hơn, và chính vì thế đã yếu lại càng yếu hơn. Đĩa đài cùng với cả các nguồn thông tin trên mạng cũng khá đa dạng, nhưng mà nhiều bạn lại chưa biết cách tiếp cận. Theo mình thì trước hết mọi người nên ý thức được là tiếng Anh là một phương tiện rất là quan trọng. Tốt nhất là đầu tiên mình nên biết là mình yếu cái kỹ năng nào, và sau đó mình theo như từ cái kinh nghiệm của bản thân mình thì mình sẽ đăng ký một cái khóa học mà nó chỉ chuyên sâu vào cái kỹ năng mà mình yếu. Mình phải có một cái thời gian biểu học cố định, tức là mỗi ngày mình dành khoảng 15 phút nửa tiếng, từ đó mình tự thực hành tiếng Anh này. Nhanh nhất là nói chuyện và chat với người nước ngoài. Có thể học bằng rất nhiều cách, có thể học theo sở thích của mình như là xem phim, xem những kênh truyền hình về tiếng Anh. Chẳng có cách nào khác ngoài là chịu khó ôn luyện thôi. Và mình hãy cố học yêu nó, thì khi mình học được, mình yêu thích nó thì mình sẽ say mê và học nó tốt hơn. 2 tháng, bạn có thể làm được những gì trong khoảng thời gian này? Nó chưa đủ dài để bạn thành thục một lĩnh vực như học chụp ảnh chẳng hạn, nhưng nó là thừa thời gian để hoàn thành một công việc đơn giản như trồng hoa hay xếp hình. Bạn có tin với 2 tháng, bạn có thể cân bằng 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết mà trước đó bạn vốn bị lệch? Có vẻ là khó tin, nhưng với Duy Anh, điều đó lại hoàn toàn là sự thực. 2 tháng trước, Duy Anh chỉ có thể sử dụng kỹ năng đọc, nhưng lại chẳng thể viết. Nghe thì hiểu, nhưng lại chẳng thể nói lại. Cứ như người bị trói tay, trói chân, làm gì cũng thấy khó. Lúc đầu khi tôi bị lấy các kỹ năng speaking và writing thì là lúc bắt đầu viết bài writing thì không biết viết cái gì.
dùng từ hơi khó và dùng grammar cũng không đúng chỗ. Còn về speaking thì nghe câu nhưng mà không trả lời được. Sẽ ít ai tin rằng cậu bạn đang lướt qua những chồng sách tiếng Anh và dễ dàng đọc hiểu, thậm chí là viết này mới 2 tháng trước đây bị lệch giữa 4 kỹ năng. Nếu đến lớp học cùng cậu bạn này, bạn sẽ còn bất ngờ hơn nữa bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát của Duy Anh. Nhưng chính thầy giáo của cậu lại không quá bất ngờ với sự tiến bộ vượt bậc này. Duy Anh có vốn kiến thức nền rất tốt về từ vựng và ngữ pháp. Cậu ấy rất khá về kỹ năng đọc và nghe, nhưng lại gặp rắc rối trong việc viết ra những gì mình nghĩ và nói bởi hạn chế về cấu trúc. Vì vậy, tôi giúp cậu ấy củng cố lại nhược điểm về cấu trúc này, nhất là 2 kỹ năng nói và viết bằng các bài tập nhỏ. Tôi rất ấn tượng với tiến bộ của cậu ấy trong việc phát triển 2 kỹ năng này bởi sự chăm chỉ và nghe lời. Cậu ấy làm đúng những gì mà tôi hướng dẫn. Và các bạn thấy rồi đấy, cậu ấy tăng trình độ nhanh chóng trong việc nói và viết chỉ trong 1 hoặc 2 tuần sau đó là có thể thấy rõ những tiến bộ này. Chỉ nói tiếng Anh, câu khẩu hiệu ngay trên tường mỗi lớp học là một sự nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết khi Duy Anh theo học tại trung tâm Anh ngữ GLN. Với mô hình lớp học nhỏ gọn, 1 thầy và 6 trò, cậu có thể dễ dàng tiếp cận trực tiếp và gần gũi với thầy giáo, được hướng dẫn nhiệt tình và được chỉ ra những nhược điểm cần khắc phục. Với nhiều hoạt động phong phú trong cùng một tiết học như nghe đài, xem băng, thậm chí cả hát, việc học tiếng Anh và cải thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết không khó nhằn như cậu và nhiều bạn trẻ vẫn tưởng. Và bí quyết của việc này là... Một điều mà bạn cần nhớ khi học tiếng Anh là không bao giờ quên luyện tập và thực hành. Vì vậy, chăm chỉ luôn là một yếu tố không thể thiếu. Nhưng quan trọng cũng cần có một phương pháp học đúng đắn cho cả 4 kỹ năng để sử dụng trôi chảy ngôn ngữ này. Với kỹ năng viết, muốn viết tốt không gì hơn là việc xây dựng và trang bị cho mình một vốn từ vựng phong phú. Còn với kỹ năng nói thì lại cần nhiều hoạt động khác nhau và bạn sẽ phải kết hợp rất nhiều những hoạt động đó trong cùng một bài tập. Có thể nói, nếu bạn muốn cân bằng cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong học tiếng Anh thì bạn cần chăm chỉ và dành thời gian đúng cho cả 4 kỹ năng này.